Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên bị đề nghị kỷ luật, cuộc chiến trong đảng vẫn tiếp diễn. Ngày 16 tháng 6, VOA tiếng Việt loan tin. Quan chức chống tham nhũng của đảng bị đề nghị kỷ luật vì suy thoái về tư tưởng. Theo đó, một quan chức lãnh đạo tại một cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng của đảng Cộng sản bị đề nghị kỷ luật hôm thứ Bảy, 15 tháng 6, sau khi một cuộc điều tra phát hiện ông này suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA cho biết, kết luận được đưa ra bởi Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra và giám sát hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, sau một kỳ họp kéo dài 2 ngày, kết thúc ở Hà Nội hôm 14 tháng 6, nhằm thi hành những chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực. VOA dẫn thông cáo đăng trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói ông Yên đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều mà đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. VOA nhận xét không rõ vi phạm cụ thể của ông Yên là gì. Trước đó, ông từng vấp phải chỉ trích trên mạng xã hội khi những hình ảnh chụp ông phát biểu trong một cuộc họp về phòng chống tham nhũng vào ngày 10 tháng 5 năm 2023 cho thấy ông đeo một chiếc đồng hồ được nói là của thương hiệu xa xỉ Patek Philippe trị giá hàng trăm ngàn đô la, tương đương khoảng 6 tỷ tiền Việt Nam. Hình ảnh cuộc họp thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 13 tháng 6. Liên quan vụ việc này, đài AFA dẫn phân tích của cư dân mạng cho biết thêm, ở chức vụ của ông Yên trong đảng, lương của ông chỉ khoảng hơn 15 triệu đồng một tháng, thì ông phải dành dụm hàng chục năm mới có thể có được chiếc đồng hồ 6 tỷ này. Nhưng khi tin đồn lan trên mạng, hình ảnh cánh tay của ông Yên đeo đồng hồ đắt tiền trên báo đã bị sửa để không xuất hiện phần cánh tay này nữa. VOA dẫn website của Ban Nội chính Trung ương. Theo đó, ban này là cơ quan tham mưu giúp việc của Ban chấp hành Trung ương trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính phòng chống tham nhũng. Theo báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Yên sinh ngày 3 tháng 2 năm 1966, quê quán ở xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ông có một thời gian dài công tác trong ngành công an, kinh qua nhiều vị trí công tác. Cuối năm 2006, ông là thư ký của Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Hình ảnh ông Yên với cánh tay đeo đồng hồ Patek Philippe. Đến năm 2010, được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Năm 2013, ông là Phó Vụ trưởng Vụ phụ trách theo dõi xử lý các vụ án của Ban Nội chính Trung ương. Năm 2015, ông là vụ trưởng vụ theo dõi xử lý các vụ án vụ việc của Ban Nội chính Trung ương. Từ ngày 28 tháng 1 năm 2022, ông được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Giới quan sát cho rằng với việc điều tra kỷ luật ông Nguyễn Văn Yên, cấp phó của ông Phan Đình Trạc, là bước đệm cho việc Tô Lâm sẽ trực tiếp tấn công, trả thù ông Trạc. Mối bất hòa giữa Tô Lâm và Phan Đình Trạc xảy ra khi ông Trạc có ý muốn chiếm ghế Bộ trưởng Bộ Công an của Tô Lâm vào đầu năm nay. Sự mâu thuẫn này càng trầm trọng hơn sau khi Tô Lâm đánh đổ Vương Đình Huệ, thủ lĩnh phe Nghệ An, mà Phan Đình Trạc là một thành viên. Việc kỷ luật ông Nguyễn Văn Yên cho thấy Tô Lâm vẫn tiếp tục việc sát phạt các phe cánh không chung hội chung thuyền với ông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên bị đề nghị kỷ luật, cuộc chiến trong đảng vẫn tiếp diễn. Biệt đội Tô Lâm chuyên đi săn người ở nước ngoài. Ngày 14 tháng 6, một nguồn tin tuyệt mật cho thời báo chấm D biết tin này. Theo đó, Tô Lâm khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an đã bắt chước Trung Quốc cho thành lập một biệt đội khoảng 100 thành viên chuyên đi săn lùng các quan chức Việt Nam chạy trốn ra nước ngoài và sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tô Lâm với mạng lưới gián điệp tại châu Âu và trên thế giới. Thượng tướng Lương Tam Quang, người được Tô Lâm đưa lên để kế nhiệm ông, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, hiện cũng đang ráo riết tiến hành việc triển khai biệt đội này. Khoảng 100 thành viên sẽ được điều động đi khắp thế giới với nhiệm vụ là săn lùng các quan chức Việt Nam chạy trốn ra nước ngoài và khi tìm được sẽ gây áp lực tối đa để họ tự nguyện trở về nước, thậm chí khi cần
thì các biện pháp bắt cóc hoặc thủ tiêu ám sát cũng sẽ được thực hiện. Đặc biệt, biệt đội Tô Lâm đã đi lùng sục khắp thế giới để tìm ra và áp dụng các biện pháp kể trên đối với các đối tượng chống cộng sản và thành phần bất đồng chính kiến người Việt đang ở nước ngoài. Thế giới sẽ chứng kiến những gì sẽ xảy ra sau khi ở trong nước Tô Lâm đã thành công thâu tóm quyền lực trong tay. Cần biết Tô Lâm từng giữ chức Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 3 A64 thuộc Tổng cục An ninh. Cục A64 tiền thân là Phòng Trinh sát thuộc Vụ Bảo vệ Chính trị Bộ Công an. Công tác tập trung vào việc điều tra, khám phá, đàn áp các tổ chức cá nhân bất đồng chính kiến ở ngoài nước. Trương Duy Nhất và Đường Văn Thái bị bắt cóc từ Thái Lan. Theo tờ An ninh Thủ đô, trong thời kỳ đổi mới, nhất là từ năm 2000 đến nay, bám sát phương châm, chủ động nắm tình hình từ xa, đánh địch từ nơi xuất phát. Cán bộ chiến sĩ Cục Bảo vệ Chính trị 3 đã triển khai hàng trăm kế hoạch trinh sát phản gián, đấu tranh, làm thất bại âm mưu hoạt động của bọn phản động người Việt lưu vong. Cục A64 cũng đã thành lập nhiều chuyên án, đấu tranh với hàng chục nhân viên tình báo, gián điệp đội lốt các nhà ngoại giao, chính khách, cũng như những nhà kinh tế, khách du lịch vào Việt Nam để thu thập tình hình và tiến hành chống phá cách mạng. Các chuyên án này đã vô hiệu hóa hàng chục cơ sở nội gián của các cơ quan tình báo nước ngoài, tác động chuyển hóa, phá hoại nội bộ của thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh chính trị nội bộ. Thông tin này khiến nhiều người liên tưởng đến những vụ bắt cóc xuyên quốc gia mà Công an Việt Nam đã thực hiện, có thể kể đến như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa Thanh Thiên Bạch Nhật tại thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức năm 2017, hình ảnh Trịnh Xuân Thanh trước khi bị bắt cóc tại Berlin. Vụ án này đã khiến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức đóng băng trong một thời gian. Tòa án Đức đã kết tù đối với hai người tham gia vụ việc, đồng thời ra lệnh truy nã đối với những người còn lại. Mặt khác, một tòa án ở Slovakia đã ra lệnh truy tố đối với Bộ trưởng Công an Tô Lâm và 8 mật vụ Việt Nam liên quan đến việc dùng chuyên cơ của chính phủ Slovakia để đưa ông Trịnh Xuân Thanh, nạn nhân của vụ bắt cóc, về nước. Vụ bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất tại Bangkok vào tháng 1 năm 2019 sau khi ông tới cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc tại Bangkok để xin tị nạn chính trị. Vụ bắt cóc blogger Đường Văn Thái vào ngày 13 tháng 4 năm 2023 tại Thái Lan khi ông đã có quy chế tị nạn của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và đang chờ để được đi định cư tại một nước thứ ba. Ngoài ra, Công an Việt Nam còn dính đến nghi án bắt cóc ông Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng công ty AIC từ Dubai vào tháng 6 năm 2023, gây áp lực buộc bà Nguyễn Thị Thu Phương, trưởng bộ phận thư ký tài chính AIC, phải trở về đầu thú từ Nhật vào tháng 7 năm 2023. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Biệt đội Tô Lâm chuyên đi săn người ở nước ngoài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D.